đã cắm điện và đã đấu dị loa, đấu tạm vào đuôi loa bát 25 anh em nhé. Còn cái con đi này nếu mà đủ tầm nó phải chơi bát 30 35 thì nó mới đủ khai thác được hết chất của âm ly, nó khỏe mà. Con đi này báo giá cho anh em là 3 triệu 500 nghìn đồng, công nghệ Class A 137W. Nó khác con V7 là con này có cầu chữ U, chức năng Power Array, V7 nó cũng có. Đây là V7A, bề ngang nó tầm 44, bề cao tầm 12, chiều sâu tầm gần 40 đấy. Nếu con này tầm dày tầm 14 thì nó lại rất là to, nhưng nó chỉ làm tầm 12 thôi. Đây xem. 12 đúng luôn. Bề ngang ngang 43. Bề sâu 35 nếu mà chưa tính cọc loa và lú. Ok, mời anh em nghe. Nếu loa bát 35 30 thì nó dã kinh lắm. Đây loa bát 25 nên là cũng không dám mở to. Bát chép để giữa anh em nhá, vẫn chưa bật. Chạy 4 sọt than tản nhiệt khá gấu. Chút nữa cho anh em xem nội thất, nó căng thật luôn, căng thật sự luôn, không hổ danh là nó ra dùng để dã rổng loa ngang. Chiều nay trong cánh cò bay như ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cánh một dòng sông đo ngang không. Này mà dã nhiều bát 25 mà chơi cái thể loại nhạc nó bát mạnh này nhiều thì một thời gian loa nó sẽ kém đi anh em nhá, thì nó khỏe quá. Ok, tôi cho anh em xem nội thất.